Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Ngày hôm nay thì Tuyết Nhung cùng với Jack Long đã làm một điều mà tất cả cô chú anh chị khán giả yêu mến đàn gà con cảm thấy cặp đôi hoàng tử bánh bò và công chúa bánh mì rất là năng động, rất là trẻ trung, cố gắng hoàn thành công việc mọi lúc mọi nơi. Đó là chuẩn bị cho show diễn sắp tới đây tại phòng trà không tên. Mini show đầu tiên của cặp đôi với chủ đề Đêm tâm sự sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 sắp tới đây. Chỉ còn 6 ngày nữa là đêm diễn sẽ diễn ra. Hiện tại thì Tuyết Nhung cùng với Dạ Long đang chạy đua nước rút để tập dượt những ca khúc mà cả hai sẽ thể hiện, sẽ song ca với nhau trong đêm nhạc đầu tiên của cả hai. Và song song với đó là hình ảnh của công chúa bánh mì. Công chúa bánh mì sáng nay cũng đã thông báo về việc kinh doanh, đó là bán bánh mì chả cá, bánh mì ốp la cũng như các loại nước uống tại Tuyết Nhung Store. Bánh mì chả cá của Tuyết Nhung có giá là 18.000 đồng một ổ. Rồi bánh mì chả cá ốp la có giá là 20.000 đồng một ổ. Nước uống của Tuyết Nhung cũng rất rẻ. Đó là trà sữa Thái Đỏ 30.000 đồng một ly, trà sữa Thái Xanh 25.000 đồng một ly. Rồi nước sâm giải nhiệt, trà tắc đều có giá 10.000 đồng. Nói chung là tất cả sản phẩm mà Tuyết Nhung công chúa bánh mì bán có giá rất mềm, giá rất là bình dân, phù hợp với bà con tại thành phố Hồ Chí Minh có thu nhập bình dân. Đây là một cái giá được cho là phù hợp với tất cả mọi người. Tuyết Nhung lấy công làm lời. Rất là tuyệt vời. Ngoài việc ca hát thì Tuyết Nhung có thêm cửa hàng shop Tuyết Nhung Store buôn bán quần áo, giờ có thêm buôn bán bánh mì chả cá và bán thêm thức uống vào cái mùa này rất oi bức và nóng nực. Chúng ta thấy được Tuyết Nhung ngày càng trưởng thành, là một cô gái giàu nghị lực, phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là tiếng hát của Tuyết Nhung ngày càng ngọt ngào, thanh thoát, đặc biệt là Tuyết Nhung kết hợp được với nhiều nam ca sĩ và Tuyết Nhung đã trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt là thời gian gần đây, Tuyết Nhung đã kết hợp cùng với Dạ Long. Dạ Long được mọi người gọi cái tên vô cùng yêu mến, đó là hoàng tử bánh bò. Vì nghề truyền thống của gia đình Dạ Long đó là nghề làm bánh bò. Dạ Long đã trưởng thành qua cái cuộc thi tuyệt đỉnh song ca mùa 4 và đạt giải Á quân. Đến nay thì Dạ Long đã có 5 năm đi ca hát. Dạ Long trò chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương và đặc biệt rất là đẹp trai, điển trai. Thì ngày hôm nay Dạ Long cũng là một điều mà cô chú anh chị thường xuyên theo dõi về shop bán hàng của Bảo Bảo Food thì thấy được đây là một chàng trai rất giống với Tuyết Nhung, đó là có cái cuộc sống từ nhỏ cơ cực, chịu thương chịu khó, giờ đây cũng đã là một ca sĩ được mọi người vô cùng yêu mến. Thì Dạ Long làm việc rất tích cực bên người anh quản lý hướng dẫn của mình, đó là Bảo Bảo.
Nhất Long ngày hôm nay cũng đã làm rất là nhiều việc, đó là việc bào những quả xài để làm mứt xài, cũng như là phụ giúp shop Bảo Bảo trò chuyện cùng với khán giả rất nhẹ nhàng, rất tinh tế và được rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến và ủng hộ. Một chàng trai giống như Tuyết Nhung, giàu nghị lực, chịu thương, chịu khó, làm việc giống như Tuyết Nhung, đó là lấy công làm lời. Công việc hàng ngày của Bảo Bảo Food làm từ sáng sớm cho đến khuya. Đến khuya thì Giác Long cùng với Bảo Bảo cũng đã thường xuyên live stream. Nói chung, cô chú anh chị xem những hình ảnh, những thước phim mà Giác Long cùng với Bảo Bảo live stream thì chúng ta thấy được đây là những anh chàng thanh niên chịu thương, chịu khó, tích cực làm việc, đó là điều tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn thì ngày hôm nay Giác Long cùng với Tuyết Nhung cũng đã thông báo về show diễn sắp tới đây. Cả hai cũng đã có mặt, được bầu show tại Hải Phòng mời về biểu diễn, cụ thể là vào ngày 21 tháng 5, đó là ngày thứ ba, tại phòng trà Orbis. Đây là thông tin rất là vui để cho bà con cô bác ở Hải Phòng cũng như ở Hà Nội có thể đến xem, ủng hộ cho cặp đôi áo màu trắng, đó là Tuyết Nhung cùng với Giác Long. Giờ đây mọi người lại đặt cho cái tên rất là thân thương, đó là công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò. Thì chiều ngày hôm nay, hoàng tử bánh bò từ nhà mình, đó là shop Bảo Bảo Food, mang theo sầu riêng. Sầu riêng tại shop Bảo Bảo Food là sầu riêng Rio 6, rất là ngon, cơm vàng, hạt lép. Thì chúng ta thấy được là Bảo Bảo thường xuyên chia sẻ sầu riêng rất là ngon, và Thuyết Nhung cũng rất thích sầu riêng, đặc biệt là sầu riêng vừa chín tới, giống như Giác Long không thích ăn loại mềm. Giác Long đã mang sầu riêng đến tặng Thuyết Nhung vào chiều nay. Chiều nay Thuyết Nhung cùng với Giác Long tích cực tập luyện tại nhà Tuyết Dung những bài hát để chuẩn bị cho show diễn sắp tới ngày 9 tháng 5 tại phòng trà không tên với chủ đề Đêm Tâm Sự. Một số ca khúc mà thời gian vừa qua cả hai đã hát đã làm cho khán giả, cộng đồng mạng vô cùng yêu mến, đặc biệt là những buổi đi làm thiện nguyện hát để sẻ chia. Cả hai đã hát song ca trên đường phố, được rất là nhiều bạn trẻ, bà con, cô bác khen ngợi hình ảnh của cả hai rất là nhiều. Rồi những ca khúc mà cả hai đã kết hợp song ca với nhau như là Tình Đẹp Hậu Giang, Sao Em Vội Lấy Chồng, Biển Tình. Rồi ca khúc mà cả hai hiện nay đang tập luyện tích cực với nhau để chuẩn bị cho đêm nhạc đầu tiên tại phòng trà không tên, đó là ca khúc Tân Cổ Căn Nhà Màu Tím, được rất là nhiều cô chú anh chị mong chờ với phiên bản của Tuyết Nhung và Giác Long. Cả hai cố gắng tập dượt và hát hết sức mình để có một cái đêm nhạc được rất là nhiều cô chú anh chị mong chờ. Và một số ca khúc mới cả hai sẽ song ca. Vì vậy từ đây đến ngày 9 tháng 5, mini show đầu tiên của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long, cả hai sẽ tích cực tập luyện để hát thật tốt, để cho có một cái đêm nhạc thật hay và mang lại lời ca tiếng hát để làm cho cô chú anh chị cảm thấy thoải mái nhất, vui nhất khi đến xem chương trình này. Đặc biệt thì vào tối ngày hôm nay 3 tháng 5 thì Giác Long cũng có một show diễn tại phòng trà
đồng dao mà chúng ta thấy được ngày hôm nay Giác Long đã làm việc rất tích cực tại Bảo Bảo Food. Rồi 1 giờ rưỡi lại sang nhà Tuyết Nhung tập luyện cho tới chiều. Chiều lôi lại về nhà chuẩn bị cho đêm diễn tối nay tại phòng trà Đồng Dao. Rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Chúng ta thấy được thời gian của Tuyết Nhung cũng như Giác Long thời gian gần đây là các bạn trẻ làm việc rất là tích cực từ sáng đến tối. Công việc chính là ca hát, nhưng công việc phụ đó là kinh doanh đã ngốn hết, chiếm hết thời gian của các bạn rất là nhiều. Và chúng ta đã thấy các bạn ở đây, Tuyết Nhung, Giác Long đã sắp xếp công việc để làm sao cân đối, hài hòa cái thời gian công việc trong ngày, đó là điều tuyệt vời. Và chúng ta hãy chờ đợi, hãy ủng hộ show diễn sắp tới đây của Tuyết Nhung và Giác Long, show 9 tháng 5 tại phòng trà không tên, đêm tâm sự. Số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé xem online dưới giá vé là 400k, tức là 400.000 đồng. Cô chú anh chị hãy liên hệ số điện thoại hotline là quản lý của Giác Long, đó là Bảo Bảo. Số điện thoại hotline 0708 387879. Xin đọc lại số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé và được hướng dẫn cách xem online qua số điện thoại 0708 387879. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.